xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Thanh. Và ngày hôm nay sẽ là một clip rất là đặc biệt. Đó là clip những sản phẩm yêu thích và hot nhất tháng 10. Đó là những sản phẩm mà Sĩ Thanh đã trải nghiệm trong tháng vừa qua. Có thể là những sản phẩm mà Sĩ Thanh mua, cũng có thể là sản phẩm đang cực kỳ là hot vào tháng 10 này. Và Sĩ Thanh muốn chia sẻ cùng mọi người. Bây giờ mình bắt đầu thôi. Đầu tiên đó là ca khúc yêu thích nhất tháng 10 của Sĩ Thanh. Đó là ca khúc Người Ta, do chính Sĩ Thanh trình bày. Người ta mắc trôi say đắm để anh một lần nữa anh cảm nhận tình yêu trở lại. Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà. Ca khúc Người Ta Sĩ Thanh đã cho ra mắt vào ngày 8 tháng 10 ở trên YouTube cùng các kênh ca nhạc. Như mọi người đã theo dõi thì Sĩ Thanh nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp cũng như là khen và ủng hộ rất là nhiều. Sĩ Thanh cực kỳ là vui, cực kỳ là hạnh phúc luôn. Tại vì 2 năm vừa qua Sĩ Thanh không có ra nhạc và tập trung cho lĩnh vực điện ảnh cũng như là phim ảnh của mình. Thì sau khi mà trở lại dự án âm nhạc của mình thì mọi người tiếp nhận rất là nồng nhiệt. Đặc biệt là mọi người rất là thấm với ca khúc Người Ta mà dây dứt của Sĩ Thanh. Đó là một tín hiệu rất là tốt. Cho nên là Sĩ Thanh đã mạnh dạn tháng 11, tháng 12 cũng sẽ có 2 MV tiếp theo ra. Mọi người nhớ chờ đợi nhé. Và thứ hai đó là bộ phim yêu thích nhất tháng 10 của Sĩ Thanh. Đó chính là bộ phim Quý Cơ Thừa Kế. Là bộ phim cũng có Sĩ Thanh đóng luôn. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Sĩ Thanh luôn. Vai diễn này là một cái vai diễn mà lần đầu tiên mà Sĩ Thanh đóng điện ảnh đó. Sĩ Thanh vào vai con sen. Thiệt ra thì hồi xưa giờ Sĩ Thanh chưa bao giờ đóng vai con sen cả. Tại vì hình ảnh ở ngoài đời thường của Sĩ Thanh nó không có hợp, nhưng mà chị Trang Nhung thì đã quyết định giao cái vai này cho Sĩ Thanh thì nhận được rất là nhiều feedback tốt, là nào là con sen lên hình rất đẹp. Sướng nha, mà sướng. Rồi con sen rất là vui và đặc biệt là con sen quá mê trai. Những ai mà chưa xem phim này của Sĩ Thanh thì mau ra rạp để xem nhé, không thôi thì đã hết suất chiếu đó. Tại vì phim này nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Và Sĩ Thanh xem thì không phải là mình tự khen phim mình, nhưng mà phim thực sự rất là dễ thương. Ngân Khánh, Song Luân cùng tất cả ekip của phim Quý Cô Thực Kế rất là dễ thương. Một bộ phim rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp cho tháng 10. Cho nên đó là một bộ phim mà Sĩ Thanh nghĩ là Sĩ Thanh yêu thích nhất. Và Sĩ Thanh nghĩ là mọi người cũng sẽ yêu thích bộ phim này. Và sản phẩm mà yêu thích mà giúp làm đẹp tóc đó chính là Clear Thảo Dược nuôi dưỡng da đầu, làm sạch da đầu. Xanh được nhận comment là sao tóc chị đen thế, tóc chị đẹp thế. Thực ra Xanh xài và làm rất là nhiều trên tóc của mình. Xanh nhuộm tóc này, Xanh uống tóc, rồi Xanh làm các thứ luôn từ đó đến giờ. Nhưng mà Xanh luôn giữ cho mái tóc của mình cực kỳ là khỏe, là nhờ Clear. Tại vì hồi xưa đến giờ có một cái làm đẹp mà bây giờ người ta rất phổ biến, đó là người ta kết hợp những cái nguyên liệu từ thiên nhiên như là bột kết nè, rồi rau má, cỏ mực vân vân. Nhưng mà khi mà kết hợp lại với công nghệ hiện đại á thì nó sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Thì Clear làm được điều này. Thì cái đây là dòng dầu gội đầu mới của Clear, thì nó là thảo dược gồm 9 loại thảo dược quý luôn. Thì nó có tác dụng chính đó chính là làm sạch da đầu và nó nuôi dưỡng da đầu của mình. Tại sao mà nó sạch đầu ngay lần gội đầu tiên? Tại vì cái thành phần của nó có vitamin B3 và amino acid, nó làm cho da đầu của mình sẽ mềm và đủ kháng thể. Khi mà da đầu đủ kháng thể và khỏe thì nó mới có thể ngăn chặn gầu quay trở lại. Và một cái điểm mà Sĩ Thanh thích nữa đó là chính là mùi hương. Lúc nào thì các bạn cũng biết mà, gội dầu gội đầu quan trọng nhất vẫn chính là cái mùi hương, làm cho mình dễ chịu. Và cái thành phần của nó thì do cái thành phần của nó là thảo dược cho nên là cái mùi hương cực kỳ là relax luôn. Khi nào Sĩ Thanh xài cảm thấy nó rất là hương thơm, rất là nhẹ nhàng. Và cái thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là tiện. Sĩ Thanh đi tập hay đi chỉ nhét vô giỏ sách của mình là đi sách đi luôn, tại vì nó không có cồng kềnh. Và cái bật nắp rất sành điệu nhé, trượt lên thôi, nắp trượt chứ không phải là nắp mở như hồi xưa là nắp trượt. Đó, rất đẹp. Còn bao bì thì nhìn rất là sang trọng, màu trắng, chữ màu tím, rồi nhìn rất là chắc tay và nhỏ gọn, rất là đẹp, rất là thích. Yên tâm một cái nữa đó chính là chiết xuất từ thảo dược cho nên nó hoàn toàn phù hợp với tất cả các loại da đầu luôn. Cho nên mọi người không sợ phải bị kích ứng của nó. Và những cái người mà thích đe, tóc đen, mượt như Thanh hôm nay uống hơi gận, mà thường thì rất là mượt thì không lo bị gầu nữa. Hất tóc cỡ nào thì gầu nó cũng không rớt xuống, yên tâm nhé. Về sản phẩm yêu thích tháng 10 dành cho da đầu, dành cho tóc khỏe tóc đẹp của Thành.
Sản phẩm thứ tư đó là sản phẩm hương thơm. Chai nước hoa mà Sĩ Thanh rất là thích, đó là chai nước hoa của Dior, Joy by Dior. Thì dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm mới nhất của Dior luôn. À, cái chai mà Sĩ Thanh cầm là 50ml thì chắc mua tầm 1,000,000, Sĩ Thanh không nhớ nữa. Nhưng mà cái mùi này cực kỳ là thơm luôn đó. Và cái mà Sĩ Thanh thích đó là cái mùi thơm đó, nó rất là vừa hiện đại, vừa ngọt ngào, vừa sexy và nữ tính nữa. Cái loại này giữ hương thơm cực kỳ là lâu luôn nha mọi người. Và nó, cái mùi thơm nó làm cho mình rất là dễ chịu, vừa ấm áp, vừa sexy nè. Nói chung là Sĩ Thanh khá là hài lòng. Sĩ Thanh mua một bộ thì cái gồm cái này và một chai lotion nữa. Nhưng mà Sĩ Thanh để nhà lotion rồi. Thì cái chai này rất là tiện, tại vì Sĩ Thanh mua 50ml tại vì nó tiện cho mình bỏ vô túi xách của mình. Vì ra đường hay đi quay cả ngày á, mồ hôi mồ kê nhà nhiễu nhão á, xịt vô cái thơm lại liền. Sản phẩm thứ năm là sản phẩm làm đẹp. Sẽ là một người rất là mê đẹp, cho những sản phẩm của Sĩ Thanh xoay quanh toàn là giải trí, vui chơi và làm đẹp mà thôi. Vậy sản phẩm thứ năm đó chính là hộp phấn Becca. Đây là một hộp phấn khá là đặc biệt nha mọi người, rất sành điệu. Vì sao? Vì đây là phấn ngậm nước, tức là một cái loại này là hộp phấn phủ nha. Thì nó có khả năng là nó, những hạt phấn của nó ngậm nước, khi mà đánh lên nó giống như là mình xịt nước trên mặt mình, nó vừa mịn mà nó vừa rất là mát cho cái mặt mình luôn. Thì cái hộp phấn này á, thì mọi người có thể mua lên trang web nào cũng có hết trơn, ở Việt Nam cũng có thể bán được, những người xách tay có thể bán được, tầm 1,000,000 một hũ này. Thì cái loại này Sĩ Thanh thích tại sao mà Sĩ Thanh recommend mọi người là sản phẩm yêu thích tháng 10, tại vì khi mà Sĩ Thanh đi quay á, thì anh đi quay khi đóng phim rất là nhiều, tại vì mọi người với đóng phim hay là quay MV thì mỗi lần đã giảm phấn phải dặm lên rất là nhiều, làm cho nó dày khuôn mặt mình lên. Và khi mà mình xài cái này thì mình nó vừa mỏng mà dặm lên một cái nó giống như mình xịt nước vô mặt của mình, dặm lên một cái mặt mát, trời ơi mát, dễ chịu kinh khủng khiếp luôn. Mà không biết làm nó làm cái kiểu gì mà làm cho cái những cái hạt phấn của nó nhìn ở đây là bột không à, mà đánh lên cái giống như là có nước, nó nước có lan tỏa trên mặt mình, nhưng mà nó lại làm không có bị bết, tại vì sợ có nước thì nó sẽ bị bết cái nền của mình. Mà không, cái này rất là ok, rất là đẹp, rất là mịn và mỏng. Mọi người nên mua cái này và xài thử, nhất là thời tiết mình nóng nắng như là Sài Gòn thì nên có một hộp phấn phủ này để mình dặm cho có mát của mặt mình, vừa mát vừa dễ chịu và vừa đẹp. Và sản phẩm tiếp theo đó chính là kem chống nắng. Sẽ là một người cực kỳ là mê sưu tầm kem chống nắng luôn, tại vì Sĩ Thanh rất là chăm đánh kem chống nắng và Sĩ Thanh biết được cái tầm quan trọng phải sử dụng kem chống nắng. Và Sĩ Thanh recommend mọi người cái loại này ngon, bổ rẻ. Sao ngon? Tại vì nó khó, 120.000 thôi. Cái hiệu này hiệu của Nhật, chỉ số chống nắng là 50BA++ lận. Thì nó phù hợp với túi tiền rất là mọi người, rất nhiều và giá tiền sinh viên học sinh nha. Nhưng mà nó rất là ok. Và cái chất kem của nó khi mà đánh lên á, nó làm cho cái da của mình có ẩm nước ở trong. Thì Sĩ Thanh thích những cái nào nó cung cấp nước và dưỡng ẩm của mình, cho nên Sĩ Thanh thấy xài cái này rất là ok. Và quan trọng là túi tiền rất là hợp với là mọi người, cho nên Sĩ Thanh recommend mọi người. Cho mọi người thích thì mọi người mua sử dụng thử. Senka, cái này là của hiệu đi một dòng của Nhật, dòng trung, tầm trung của Nhật, được xài khá là phổ biến ở bên Nhật luôn. Sản phẩm yêu thích của Sanh không thể nào thiếu son môi được, vì Sanh là một người cực kỳ mê son. Đây là cây son yêu thích nhất tháng 10 của Sanh. Tháng 10 Sanh xài son màu hồng rất là nhiều, và hồng đây là trend của năm nay luôn, tức là son màu hồng, tức là tất cả đồ sản phẩm xung quanh của Sanh cũng đều rất thích màu hồng. Và cây son này là cực kỳ Sanh thích. Đây, cái son này là Up To Date của Maybelline. Thì cái màu này cực kỳ là xinh và Sanh đang đánh trên môi. Đó, màu môi luôn, rất dễ thương. Thì cái màu này hồng rất đẹp. Mọi người phải biết rằng cái màu này tại sao Sanh thích, đó là cái màu mà những bộ phim Hàn Quốc mà có các cô gái mà chuyên đánh son màu hồng mà lên hình đẹp là cái màu này. Cái màu này nó vừa tự nhiên mà nó vừa đẹp, nó làm nổi bật cái tông da của mình lên. Và quan trọng nữa, nó làm cho khuôn mặt của mình nó được tươi tắn. Thứ hai nữa mà Sĩ Thanh tại sao recommend mọi người, tại vì giá cực kỳ là mềm luôn, chỉ có 180.000 thôi, phù hợp với tất cả mọi người luôn. Đây là giá son rất là bình dân nhưng mà chất liệu lại cực kỳ là mềm và mượt.
đó lý do tại sao mình sẽ thành thích nó. Cái mã số của nó là up to date thì chỉ có 180.000 thôi, rất là dễ mua và mọi người có thể mua ở Việt Nam, những cái store bán cũng rất là nhiều. Màu lên rất là xinh, đây hiện vật, hiện kim, hiện hữu, đánh thử luôn cho mọi người xem. Và sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái đó chính là túi xách. Và túi xách yêu thích như tháng 10 của Season đó chính là đây là chiếc túi xách của Emmy màu hồng. Đang quen màu hồng mà Season mua túi xách cũng đều rất màu hồng luôn. Cái loại này tại sao Season thích, tại vì cái mẫu này mẫu mới năm 2018 và nó màu hồng thiệt nhưng mà nó không bánh bèo, tại vì nó nhờ có cái này mình có thể phối được rất là nhiều đồ. À, trong đây thì nếu mà sẽ hành thường sách đi sẽ hành bỏ được hai cái điện thoại, cái son, hộp phấn là vừa khách cái túi sách này. À, túi sách này thì sẽ anh mua bao nhiêu, quên là gần 50 triệu thì cũng khá là xa xỉ đó mọi người, nhưng mà những ai mà có điều kiện hay là dành dụm tiền để mua một chiếc sách mà để đẹp thì sẽ anh cực kỳ thích cái này luôn. Mẫu này mẫu mới của EV cho mọi người, cứ cố gắng dành dụm tiền mua cho mình nha. Có túi rồi thì không thể thiếu giày. Sơ Hanh rất là mê túi và mê giày, cho nên là Sơ Hanh sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đôi giày mà Sơ Hanh rất là thích trong tháng 10 này, và Sơ Hanh phối được rất là nhiều bộ đồ. Đây là một trong những đôi giày basic luôn. Đây nè, đây là đôi giày của Aldo. Aldo là một cái thương hiệu giày và túi luôn, nhưng mà nó giá rất là ok, tầm trung. Thì đôi này sẽ anh mua hình như là 1 triệu 8 hay là 1,5 triệu 1,8 gì đó, quên mất tiêu rồi. Đôi này phối cực kỳ được với nhiều đồ luôn, mặc đậm được, mặc quần sọt được, mặc cái gì cũng được luôn, và cực kỳ là dễ phối túi xách luôn. Mặc rất là dễ và quan trọng rất là cao cũng cỡ 11 phân á, nhưng mà nó lại làm cho chân của mình được thon. Khi mà mang đôi này làm cho chân của mình rất là thanh, nó rất là đẹp, thì nó cực kỳ là dễ mặc đồ cho mọi người luôn. Và cuối cùng là sản phẩm váy áo đầm mà Sanh yêu thích nhất tháng 10. Sanh là một tín đồ rất là mê shopping, và đặc biệt là shopping online. Thì nhưng mà cái này thì Sanh mua ở ngoài cửa hiệu nha. Đây cái đầm mà Sanh thích nhất tháng 10 đó là cái đầm của Zara. Dạo gần đây thì Sĩ Thanh cực kỳ mê những cái đầm phông dài, tại vì nó mặc rất là thoải mái, cực kỳ là sang trọng á. Cái kiểu đầm này rất sang trọng, thì Sĩ Thanh mua của Zara như là tầm 2 triệu á, là cái đầm này. Nó có cột qua một bên như vậy, thắt bó ngay cái eo của mình lại, rất là nữ tính. Thì cái màu trắng này nó sẽ anh cực kỳ là thích quần áo màu trắng. Thường là tủ đồ của anh đồ rất là nhiều màu trắng, đầm trắng, áo trắng, quần trắng cũng có nữa, giỏ sách trắng cũng nhiều nữa. Sẽ anh mê màu hồng, màu trắng, màu đỏ. Và Zara nha, Zara có rất là nhiều mẫu đầm suông như thế này, và nhìn rất là sang và mặc rất là dễ chịu, form rất là đẹp. Xong, vậy là Sơ Hanh đã giới thiệu những sản phẩm mà Sơ Hanh cực kỳ là thích trong tháng 10 rồi. Hy vọng mọi người sẽ thích. Và mỗi tháng Sơ Hanh sẽ làm một số như vậy. Có những sản phẩm mà Sơ Hanh cực kỳ là thích và những sản phẩm mà cực kỳ là hot Sơ Hanh sẽ giới thiệu cho mọi người biết. Hy vọng mọi người sẽ thích clip này, và đừng quên subscribe kênh YouTube của Sơ Hanh nha. Cũng như là gửi những yêu cầu thiệt là nhiều để Sơ Hanh có những cái ID làm clip để phục vụ cho mọi người. Hy vọng mọi người thương Thanh, mọi người thương clip Thanh. Đừng quên ủng hộ những sản phẩm âm nhạc kế tiếp của Sơ Hanh nha. Còn bây giờ, bye bye.